đẹp ha, là bạn Phương. Đầu tháng 12 mình sẽ cập nhật sơ đồ ha. Mỗi con có một cái giá, một cái định hướng khác nhau. Đó, con này cũng là 2X đẹp. Giá xỉn xanh. Chào cả nhà nha. Tối hôm nay thì mình sẽ cập nhật giá cả của một số dòng cá ly thi ha. Lại tìm cái cảnh của bạn Thái Bình cho mọi người xem ha. Trước mặt mình là một bạn phướng đuôi đỏ. Thì hôm nay là những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12 mình sẽ cập nhật sơ lược ha. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 rồi. Thì bạn trước mặt mình là bạn phướng đuôi đỏ này, bạn này giá với giá là 2X ha, khá là mềm ha. Đó. Dưới 2X nha mọi người. Đây các bạn này cũng là dưới 2X đó nè. Đây tiếp theo là một cái bạn cá cũng khá là đẹp ha, là bạn phướng. Bạn phướng ha. Giá của bạn này là cũng là 2X nha mọi người, một cái tuyệt phẩm. Khá là ok nha. Xem cái dàn cá ly thi, cá phướng, cá beta. Giá của từng con này mình không thấy, nó mờ quá mình không thấy được ha. Đây. Bạn này là 2X, dưới 2X ha. Khá là đẹp. Tùy theo con, tùy theo giá cả và tùy theo chất lượng nữa ha. Mỗi con có một cái giá, một cái định hướng khác nhau. Đó. Đây là phướng xanh. Phướng xanh đỏ. Đó, con này cũng là 2X nha mọi người. Đó. Con này là 5X. Hàng năm nha mọi người. Con này là hàng 3 nè. Hàng 3 nè ha mọi người. Đây là những cái hàng cá giá 1X nè mọi người. 1X là có cá sim nè ha. Cá sim ở đây mình thấy cũng khá là đẹp đây. Bạn cá sim xanh. Bạn này là bạn sim xanh nha mọi người. Qua đây của bạn một sim này, sim giống như là con bổn nha mọi người. Bổn xanh, nó cái màu xanh nó giống kiểu ngày xưa. Bổn xanh. Màu xanh đó ha. Màu xanh. Đây cũng cá. Một sim giá 1X không là mọi người. Hàng là 1X ha. 1X. Bạn này 2X mà không nhìn không rõ bạn 2X. Cá này nó phút cái trong mình không thấy à, được thấy các bạn 3X rồi nè. Bạn 3X có tay bơi kìa không? Đàng hoàng. Còn bạn này là dưới giá 1X nè. Quá đẹp. Sim xanh. Con này cũng là 1X luôn. 1X, 2X, 3X, 4X. Tiệm cá của bạn coi con nào cũng có, tùy theo túi tiền ha. Tùy theo chất lượng con cá. Con cá càng đẹp thì giá nó càng cao. Và con cá nó càng, nó có bị lỗi gì đó. Cái màu nó không lên màu đẹp thì bạn nó sẽ bán rẻ cho mọi người ha. Dưới giá 1X, 2X là những con cá nó mềm. Con cá 4X, 5X là con cá đạt chuẩn. Chuẩn size, chuẩn màu, nguồn gốc nó ok hơn ha. Đây là những bạn beta nè. Bạn beta là 1X hay không nha mọi người. Beta là con nhỏ ha. Có beta có. Đây là bạn beta giá. Cá mềm, mềm xíu là 3X thôi. Con này là 3X ha. 3X, đặc điểm của con cá 3X là mắt đen, tay bơi dưới màu đỏ ha, và hơi bị chối ha, do bạn nuôi trong cái hồ mũ nên nó khó quan sát ha. Đó. Đây là bạn một bạn beta mới, giá bạn này cao hơn, nhỉnh hơn, mà cái màu bạn này đẹp hơn là 5X nha mọi người. Tùy theo con, tùy theo kích cỡ và tùy theo màu sắc và tùy theo nguồn gốc gen ha, giống luôn đó. Con này là cũng hàng 5X nè. Đó, là mọi người thấy được không? Hàng 1X là những con cá sim bình thường ha.
2 ít là những bạn con cá mà nhiều khi nó không có được đẹp cho lắm ha. Cái hàng 5 ít là hàng đẳng cấp thượng thừa nhất, cao nhất. Đây quá đẹp luôn. Đó, con cá này cũng đẹp luôn. Con này có 4 ít nè mọi người ơi. 4 ít nha. Con này là rẻ nè. Con này mình không thấy giá nhưng mà thấy chắc nghĩ là dưới 4 ít. Tầm 3 ít thôi. Con này có 2 ít luôn nè. Giá giảm dần luôn ha. Con này là 2 ít nha mọi người. Phướng xanh đỏ. Sau khi mà mình cặp nhập các dòng cá ly thia cái tại tiệm của bạn Thái Bình thì mình sẽ cho mọi người xem mấy cái hồ cá này, là cái hồ cá mẫu ha. BF35 ha. Made in China. Ở bạn bán rất là nhiều hồ cá ha. Phía trước này thì bạn bán rất là nhiều dụng cụ để mình set up hồ cá. Có thức ăn nữa kìa. Đây là mấy cái này là cái gọi là cái dụng cụ để vệ sinh hồ cá nè mọi người, chà gông rồi đó, cái chà hồ kính kìa, cái đó là chà hồ kính kìa đó. Đây mình có bạn có bán cây thủy sinh nè, hay là bèo, gông bèo, bèo. Đây bạn có hai bạn rồng Nam Mỹ nè, hổm ngày bạn nuôi bữa nay cũng khá là bự rồi ha. Rồng Nam Mỹ. Tiếp tục thì mình cho mọi người xem mấy cái dòng cá bảy màu. Bảy màu ở đây nè mọi người. Bảy màu này giá tầm 2 ít 3 ít nha mọi người, tùy theo ha. Bảy màu HB Gisco. Coi Gis 2 ít. Coi Gis Dumbo. Nói thì cá bảy màu luôn. Dumbo trống, Dumbo mái. Đây là full gold, mấy con màu vàng. Các bạn bán muốn hết rồi. Thủy sinh ha. Cá mềm, thủy sinh. Cá này là nguyên cái bộ đồ để nuôi chuột hamster đó mọi người. Hamster Winter White, Hamster Bee, gồng xanh. Quá trời gồng xanh luôn nè. Thủy sinh Lutazen. Wow, bạn cá La Hán này quá đẹp luôn mọi người. Con này 4-5 ngón tay luôn. 4-5 ngón luôn. Quá đẹp. Cá lóc kìa, lóc chân trâu ngũ sắc. Vi xanh. Lóc vi xanh. Gisbun. Quá trời cá lóc kiển luôn. Củ tiểu hoàng đế 2 ít. Tiểu hoàng đế nè mọi người. Đây La Hán. Quá trời bạn La Hán này đẹp nha. Ôi bạn này cũng đẹp lắm nè. Rất là nhiều nè bạn La Hán. Ủa bạn thì bà Gon không ạ? Thì con cá lóc này sao nằm im ghe trong cái góc này rồi, cái hồ này bị đóng gông quá. Đây mình cho mọi người xem ha, bạn có bán thuốc trị bệnh cho cá là cái men vi sinh nè, thức ăn nè, cái hồ cá nhỏ mini nè. Cá dữ thi nguyên rồi. Cái hồ thủy tinh nên có mấy con cá nhỏ nhỏ quá là đẹp. Sican cánh bường quá đẹp. Mô ly mấy con nhỏ nhỏ cánh bường quá trời cá luôn cả nhà ơi. Rất là nhiều dòng á, này mình không biết diễn tả như thế nào, tên gọi của từng con mình sẽ quay cho
mọi người thích thì có thể vô lên mua ủng hộ ha. Cái sạc gắn, sạc gắn là 1 ít ha, sạc vàng sạc xanh cũng 1 ít ha, giá mềm cho mọi người lựa chọn, đồng giá dễ lựa chọn. Này này bạn có bán cái thủy sinh đó nè mọi người, tiểu cảnh để mình set up cái hồ cá ha, khá là đẹp. Nhiều khách vô người ta bắt đầu đi vòng vòng người ta lựa chọn đó. Khách của bạn khá là đông buổi tối. Mình thấy mình có bạn có một nơi nuôi mấy bạn chuột hamster cũng khá là dễ thương ha. Đó con chuột kìa mọi người. Chuột hamster ở đây có cái một cái lồng để nuôi ở trong kìa. Nó bò lên kìa, nó bò lên cao luôn kìa. Hay dữ vậy. Thì có mấy bạn cá này chắc bảy màu quá, bảy màu con quá nuôi trong đây. Cá bảy màu con. Bảy màu full gold. Ủa bảy màu. Cái này đâu phải bảy màu full gold mà nó lộn á, này có mấy con màu đỏ mà. Bi ít coi gì đó. Ở đây lúc nào mình thấy ở đây bạn nuôi rất là nhiều cái hồ cá mẫu á, nhiều như thế này mình thả nhiều dòng nhìn nó đẹp quá ha. Có cá sặc nè, cá phát tài nè, cái kim cương nè. Cá hồng két nè, đa dạng ghê luôn á. Đó. Mập trắng nè, sặc chân châu vậy. Con nào cũng có ha. Này điểm cá của bạn phía tối